Family and Friends, Special Edition, Grade 5's Grammar, The Future with Will. Ở bài này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em một kiến thức mới. Đó là chúng ta nói về tương lai, sử dụng chữ will. Now, have a look back to the story you have learned in the previous lesson. Now. Oh no! Will they miss our vacation? No, they won't. They'll be here for another 4 months. Will they miss our vacation? No, they won't. They'll be here for another 4 months. It says there will be super fast planes, and it will take less than 5 hours to fly from the USA to Australia. It says there will be super fast planes, and it will take less than 5 hours to fly from the USA to Australia. Well, the magazine says it will. So in the future, there won't be any more long plane trips. Wow! The magazine says as well, so in the future, there won't be any more long plane trips. Vừa rồi chúng ta xem qua các đoạn hội thoại, thì chúng ta thấy xuất hiện 4 chữ. Will, won't. Will viết hoa. Và có 2 chữ L viết tắt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc của những chữ này ở đâu. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Đầu tiên chúng ta thấy chủ ngữ sẽ cộng với will và sau đó sẽ cộng với lại một infinitive verb, có nghĩa là một động từ nguyên mẫu không thêm gì cả. Các chủ ngữ thì các em biết rồi. I, he, she, it, we, you, they. Ở đây, thầy muốn cho các em thấy các đại từ để làm mẫu cho dễ. Ví dụ, I will go to the library. Vậy thì các chủ ngữ còn lại mình có làm giống không hay là có gì khác? He will go to the library. She will go to the library. It will go to the library. We will go to the library. You will go to the library. They will go to the library. Vậy là rất dễ đúng không nào? Bất kỳ một đại từ nào chúng ta cũng có thể sử dụng với will. Và sau nó sẽ là một động từ nguyên mẫu, không có gì biến đổi, không thêm gì hết. Will ở đây nghĩa là sẽ. Vậy, chữ đầu tiên mà chúng ta giải quyết được rồi, đó chính là chữ will. Và công thức này là công thức thể xác định. Xác định một vấn đề gì đó, một sự việc nào đó sẽ xảy ra, hay là một điều gì đó mình sẽ thực hiện, hay người nào đó sẽ thực hiện. Kế tiếp, các em quan sát, chủ ngữ bây giờ vẫn cộng với will, nhưng lại là will not. Và đằng sau, động từ vẫn là dạng infinitive, dạng nguyên mẫu, không biến đổi, không thêm gì cả. Vậy thì, chữ will not này chính là chữ won't, viết tắt của will not. Các chủ ngữ cộng với won't và cộng với động từ nguyên mẫu. Các em quan sát. I won't go to the library. He won't go to the library. She won't go to the library. It won't go to the library. We won't go to the library. You won't go to the library. They won't go to the library.
Vậy là các chủ ngữ đều dùng như nhau, tức là đều dùng với want và sử dụng với một động từ nguyên mẫu phía sau. Và ở đây, công thức mô tả có thể là một lời từ chối sẽ không làm gì đó, hoặc là khẳng định một việc mà mình sẽ không thực hiện. Vậy là thầy đã giải quyết chữ thứ hai ở trong đoạn hội thoại chúng ta thấy, đó là won't, là sẽ không. Ở phần này các em sẽ thấy tiếp đó chính là chữ will viết hoa, chữ cái đầu tiên, nằm trong một công thức. Mà công thức này nếu chúng ta quan sát thì chúng ta có thể thấy rằng công thức này dùng để đặt một câu hỏi. Và do là chữ will nằm ở phía trước chủ ngữ, cho nên nó sẽ được ghi hoa vì nó nằm ở vị trí đầu câu. Và lúc này đây, các đại từ sẽ không ghi hoa nữa, trừ một trường hợp chữ I mà thôi nhé các em. Vậy ở đây chúng ta thấy will cộng với lại chủ ngữ, và sau chủ ngữ sẽ là một động từ ở dạng infinitive, tức là vẫn không thay đổi, không thêm gì cả. Chúng ta cùng quan sát. Will I go to the library? Will he go to the library? Will she go to the library? Will it go to the library? Will we go to the library? Will you go to the library? Will they go to the library? Ở dạng câu hỏi này là dạng câu hỏi yes, no, tức là câu hỏi có hay không. Vậy, will cộng chủ ngữ cộng động từ chúng ta sẽ dịch ở dạng câu hỏi có phải người đó sẽ làm điều gì đó hay không. Vậy là chúng ta đã giải quyết được chữ thứ ba, đó là chữ will viết hoa. Nguồn gốc của nó chính là ở công thức đặt câu hỏi. Vậy, để trả lời cho dạng thức câu hỏi đó, chúng ta có yes, các chủ ngữ, cộng với chữ will. Ví dụ như hỏi will she, thì chúng ta hỏi trả lời yes, thì chúng ta sẽ nói là yes, she will. Nếu là will they, thì chúng ta trả lời yes, thì chúng ta có yes, they will. Tương tự, không phải chỉ có yes không, mà chúng ta cũng có thể trả lời là no, nhưng sau chủ ngữ lúc này là won't. Ví dụ, hỏi will he, thì chúng ta trả lời no, chúng ta sẽ nói là no, he won't. Nếu hỏi là you, thì các em nhớ will you, thì chúng ta có hai trường hợp trả lời. Một là tự xưng về mình, nếu chữ you nghĩa là bạn, thì chúng ta sẽ trả lời no, I won't. Nhưng mà nếu chữ you mang tính chất số nhiều là các bạn, thì mình sẽ trả lời là we, no, we won't. Bây giờ chúng ta xem lại đoạn hội thoại với ví dụ mà chúng ta vừa nói. Will they miss our vacation? No, they won't. Will they miss our vacation? No, they won't. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến phần cuối cùng. Đó là hai chữ L viết tắt. Nó là gì? Mời các em quan sát lên màn hình. Các đại từ khi đi với will sẽ có thể được viết tắt như thế này. Và sau đây là cách đọc từ viết đầy đủ chuyển sang hình thức viết rút gọn. Các em lắng nghe. I will, I'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. We will, we'll. You will, you'll. They will, they'll.
Mời mấy em lắng nghe lại một lần nữa để ghi nhớ cách đọc nhé. I will. I'll. He will. He'll. She will. She'll. It will. It'll. We will. We'll. You will. You'll. They will. They'll. Ở đây thì các em chú ý người ta đọc hơi nhanh nên là thầy phân tích âm lại một tí xíu để các em kịp. I will thì chúng ta sẽ đọc gọn thành I'll. He will thì chúng ta được quyền đọc tắt là he'll. He'll. Nó gần giống như với từ he'll là quả đồi đó. She will. She'll. It will. It'll. It'll. We will. Và chúng ta đọc gọn lại thành một từ luôn là will. You will. You'll. They will. They'll. Các em quan sát lên màn hình. Ở phần này thầy sẽ giải thích cho các em biết khi nào chúng ta ghi rõ ra là will, khi nào chúng ta có quyền ghi tắt là double noun. Khi chủ ngữ là các đại từ, chúng ta có quyền ghi tắt. Tuy nhiên, khi chủ ngữ là danh từ hoặc là tên riêng, thì chúng ta không nên ghi tắt. Chúng ta ghi rõ ra. My mum will, Lan will, the boys will. Và đặc biệt trong trường hợp chúng ta dùng mẫu câu với there thì chúng ta nên ghi rõ ra là there will be, nghĩa là sẽ có. Let's learn. Ở trong phần này chúng ta sẽ học về các cụm từ chỉ thời gian sử dụng khi chúng ta muốn nói đến một hành động tương lai sử dụng với will. Ví dụ như trên màn hình thầy có We will go on vacation in a month, trong một tháng, in 2 weeks, trong 2 tuần, next week, tuần sau, on Monday, vào thứ hai, this evening, tối nay, tomorrow, ngày mai, soon, sớm thôi. Later, sau đó. Vậy, những cụm từ chỉ thời gian này hoặc là những từ chỉ thời gian này chúng ta có thể sử dụng trong câu để mô tả hành động chúng ta muốn nói đến khi chúng ta sẽ thực hiện nó trong tương lai. Now, open your workbook and listen to my explanation. Exercise number 1, page 61. Look and read. Write yes she will or no she won't. Ở bài này, các em quan sát vào bức tranh mà người ta cho trong sách. Tomorrow's trip to the waterfall. Chuyến đi ngày mai đến thác nước của một bạn nữ. Bên trái, người ta có để 4 cái hình cộng với remember. Và 3 cái hình bên tay phải có cụm từ kèm theo là don't take. Vậy, ở đây chúng ta chỉ việc trả lời yes she will hoặc là no she won't. Vậy các em quan sát vào hình mà xem bạn ấy sẽ đem theo cái gì, sẽ làm cái gì hoặc là sẽ không đem theo cái gì hoặc là không làm cái gì. Exercise number 2, write will or won't, page 61. Ở trang 61 bài số 2, người ta yêu cầu chúng ta điền will hoặc là won't. Chúng ta quan sát trong hình và trong bài để chúng ta điền cho đúng. Now, look at exercise number 1, page 62. Listen and draw lines from the day to the correct picture. Ở bài này, các em sẽ lắng nghe
người ta nói đến những thời điểm. Thời gian nó là cột ở giữa. Last week, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, and next week. Và chú ý đến những công việc là hai cột hình kế bên để nối cho đúng với nội dung mà các em nghe. Exercise number 2. Write. Where will you be at these times? Bạn sẽ có mặt ở đâu vào những thời điểm này? Ở đây người ta cho chúng ta 4 thời điểm. This evening, 4 years, tomorrow, next vacation. Chúng ta sẽ viết ra với nội dung là bản thân chúng ta sẽ ở đâu vào 4 thời điểm này. Cái này thì tùy thuộc vào bản thân của các em. Chúc các em làm bài thật tốt. Bài giảng đến đây là kết thúc. Goodbye, see you next lesson.